coi như mất đi à? Đây, theo gói biểu kiện này đang gửi về Việt Nam đây. Đấy. À, tiền nó gửi về hay gì? Thẻ. À, thẻ bên kia đi. Đây, theo dõi thấy bao nhiêu? Một xe complete. Mấy bữa là về không? Còn lâu, nửa tháng. Bây giờ mà muốn lấy thì phải chuyển vào tài khoản. Không, bây giờ mình lấy mình chuyển vào thẻ thì nó cao. Thế bây giờ chuyển sang thẻ của mình vẫn dùng được, nhưng mà chỉ không cần chuyển, chỉ muốn lấy thẻ của nó thôi. Thành nói gì đi thầy? Thành nói gì? Sang clip ở Nga rồi, nhưng mà hát phải ra tiếng ấy. Nó phải dùng là tiếng Ngao. Đấy! Ngao phần nhất là Ngao. Phải ra tiếng. Cái này nó mới được về Việt Nam. Vào lúc nó không thì cũng được. Nói chuyện. Mình làm cái lệnh, tại vì chị cài đặt ở đây cái tài khoản của chị rồi. Đây có mà, thì đưa lệnh cái nào nó về không, nhưng mà mình không cần. Bây giờ ai hay nói thì phải coi mặt người đấy. Ủa đứng chị, hỏng hết vlog của em chị. Quay đi. Quay đi gì? Chị hay cả. Nhưng thẻ mấy chị này không ai xem đâu. Em tải xong em cũng đang xóa đi. Thẻ về này. Thẻ về mình mới tiêu, mình không lấy, không cho vào thẻ. Thế thì chị mua cái gì nhỉ? Túi to chứ chị? Túi ba gang ấy. Ừ, đang sắp mua rồi. Chị. Bài bốc đang đi xuống rồi này. Một cái xích chậm. Mexico trong vòng mấy ngày đấy? 5.000 đô, 4.000 đô. 10.000 đô rồi. Mexico. Trời ơi. Chí ấy. Mexico thì cũng đỏ đấy. Đây, đây mới là đô. Thế thì cũng xem xem còn gì. Đây mới là đô. Có tháng cái cơ trăm củ rồi gì. Ừ, mấy trăm củ. Trăm ảnh, mấy trăm ấy, ảnh, trăm đủ ảnh. Thật. Ảnh thế nào anh bảo chị kiếm được 100. Chị kiếm được mấy trăm. Mấy trăm, mấy trăm một cái ăn bóng đấy. Chụp cái đúng không chị? Đâu một cái đây, chỉ mới biết một cái, chỉ có ba cái nhưng chỉ mới biết một cái.